Và lúc này Hà Đức Chinh sẽ là cầu thủ vào sân thay cho Quang Hải. Lúc này thì Hà Đức Chinh đã xuất hiện trên sân. Chúng ta sẽ cùng chờ những tin tức sau trận đấu về tình hình của Quang Hải. Anh vẫn đang phải nằm ở đường biên để các bác sĩ chăm sóc. Với việc Hà Đức Chinh vào sân thay cho Quang Hải thì Văn Quyết sẽ là người đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Lương Xuân Trường. Như vậy là chúng ta có thể thấy là Đức Huy đã bó vào trong. Đức Huy sẽ trở về vị trí tiền vệ phòng ngự quen thuộc của mình. Vị trí đã đem lại rất nhiều thành công cho UEL Việt Nam cách đây 6 tháng. Duy Mạnh. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phải một lần vào lưới nhà bóng. Như vậy là cả Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm đều để lọt lưới ở Cúp Tứ Hùng năm nay. Người duy nhất không lọt lưới lại là thủ môn số 3 Nguyễn Văn Hòa, môn dự bị của U23 Việt Nam. Những tấm băng rôn, những lá cờ nhỏ đã được các cổ động viên sử dụng ở trận đấu này, mặc dù chỉ là một trận đấu trong giải đấu giao hữu. Mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 sẽ là giải bóng đá AFF Suzuki Cup, giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm nay. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có hai trận đấu thi đấu tại sân vận động Mỹ Đình, đó là trận đấu gặp đội tuyển Malaysia và trận đấu gặp đội tuyển Campuchia. Phút thứ 79 của trận đấu, chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi. Những nỗ lực cuối cùng của U23 Việt Nam. Có rất đông cầu thủ phòng ngự ở áo đỏ. Bóng vừa trúng đầu Đình Trọng. Vẫn là cầu thủ Uzbekistan, Văn Quyết. Và Uzbekistan rất khỏe. Trong năm gần đây thì bóng đá Việt Nam cũng đã có thể lực rất tiến bộ và không hề thua kém quá nhiều đối với các đội bóng ở châu Á. Phan Văn Đức. Không phải, đây là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Đức Huy. Đường chuyền Phan Văn Đức. Phan Văn Đức là người ghi bàn. Tiền đạo của câu lạc bộ Sông Long An đã có một pha xử lý tuyệt vời. Ông Ba Sò đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Một tình huống không chế bóng và dứt điểm tuyệt vời của Phan Văn Đức. Tiền đạo được vào sân thay người chơi thay cho Anh Đức. Phan Văn Đức vẫn là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam. Và ngày hôm nay anh đã tỏa sáng. Đường chuyền của Đức Huy. Chắc chắn là sau bàn thắng này ông Park sẽ suy nghĩ sử dụng Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm. Một đường chuyền như đặt vào chân của Phan Văn Đức. Không chế bóng quá đẳng cấp. Không nhiều tiền đạo Việt Nam có thể xử lý được những pha bóng kiểu như này.
đỡ bóng vào chân trái và dứt điểm vào chân phải. Phan Văn Đức quá tinh tế. Một pha xử lý thực sự đẳng cấp của cầu thủ đang chơi bóng cho Sông Lam Nghệ An. Quá đẹp. 1-0. Và trận đấu còn khoảng 10 phút nữa. Rất tuyệt vời Phan Văn Đức. Đấy, Hà Đức Chinh không được. Hà Đức Chinh vừa ngã người vô lê, tuy nhiên bóng ít không chính xác. U23 Việt Nam đang có được sự hưng phấn rất cao. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng tuyệt đẹp của U23 Việt Nam. Đức Huy bấm bóng quá nhạy cảm và Phan Văn Đức khống chế bằng chân trái, sau đó dứt điểm vào chân phải. Có lẽ là một bàn thắng khá kỳ dị của tiền đạo Sông Lam Nghệ An. Không nhiều người có thể xử lý được như Phan Văn Đức. Rất đẳng cấp. Một bàn thắng có lẽ là điểm 10 của Phan Văn Đức và sẽ ghi điểm rất nhiều trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo ở một vị trí trên hàng công của Việt Nam. Không có gì nguy hiểm. Phan Văn Đức. Xuân Trường. Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Công Phượng. Công Phượng đang rất quyết tâm. Tuy nhiên trọng tài đã thổi phạt. Trọng tài đã thổi phạt Công Phượng trong tình huống vừa rồi và cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thực sự đang rất khao khát thể hiện mình. Một trận đấu rất hay. Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải xem lại rất nhiều lần bàn thắng của Phan Văn Đức. Mặc dù đường bóng và cú dứt điểm không thể so sánh với Đoàn Văn Hậu, tuy nhiên cách mà chúng ta phối hợp, cách mà Phan Văn Đức đưa bóng vào lưới thực sự là rất đẳng cấp. Tình huống Văn Hậu ghi bàn là một tình huống mà sự ngẫu hứng, cảm hứng của cầu thủ mang áo số 4 được thể hiện, thì bàn thắng của Phan Đức là một bàn thắng thực sự đẳng cấp. Văn Quyết. Phan Văn Đức. Rất hay. Đây là Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Sút xa. Văn Thành. Cầu thủ Uzbekistan đang rất nỗ lực. Phan Văn Đức là cầu thủ tập trung muộn nhất cùng với U23 Việt Nam cách đây 6 tháng. Anh được ví như là một cái nghén còn rất mới, rất lạ. Tuy nhiên Phan Văn Đức đã chơi tuyệt hay trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á với một pha kiến tạo và một bàn thắng ở trận đấu tứ kết gặp U23 Iraq. Và từ đó đến nay Phan Văn Đức không ngừng tiến bộ. Bàn thắng vừa rồi của Phan Văn Đức làm một lần nữa anh đã thể hiện đẳng cấp của mình, cầu thủ đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Về lý thuyết, U23 Việt Nam đang chơi với sơ đồ không có một tiền đạo cắm thực thụ nào. Mới đây nhất thì Hà Đức Chinh đã có mặt. Duy Mạnh vừa va chạm với một cầu thủ Uzbekistan. Cách đây 6 tháng thì Duy Mạnh cũng đã từng có những cuộc đối đầu nảy lửa với các hậu vệ của Uzbekistan, những tiền đạo đối phương. Văn Quyết. Đánh đâu không được. Rõ ràng là hai đội đều muốn thắng. Các thủ Uzbekistan cũng đang thi đấu phải nói là rất quyết tâm. Về lý thuyết đây là một trận đấu giữa đương kim vô địch U23 châu Á gặp đương kim á quân U23 châu Á. Đình Trọng. Trận đấu vẫn còn khoảng
hơn 5 phút nữa mới kết thúc. Nỗ lực của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh rất tốt, lỗi đi, một quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Cầu thủ Uzbekistan là những cầu thủ trẻ và rất có máu ăn thua. Họ tranh chấp quyết liệt với cầu thủ Việt Nam trong từng pha bóng. Đây là một pha đá phạt có thể dẫn đến bàn thắng cho U23 Việt Nam với người đứng trước bóng là Lương Xuân Trường. Chúng ta cùng chờ xem. Rất tiếc là lúc này Văn Hậu đã rời sân, một cầu thủ có khả năng không chiến tốt. Xuân Trường sẽ là người đứng trước bóng. Bên trong có Phan Văn Đức, Duy Mạnh. Một pha đá phạt có ý đồ, tuy nhiên thì Công Phượng lại không hiểu ý. Ý đồ của Xuân Trường là rất tốt, tuy nhiên Công Phượng đã không hiểu ý. Văn Quyết. UEFA Việt Nam đang chơi với hơn 100% quyết tâm. Đang có những dấu hiệu bị cóng bên phía các hậu vệ của Uzbekistan. Sức ép rất lớn của UEFA Việt Nam. Lỗi rồi. Một quả đá phạt cho UEFA Việt Nam ngay lập tức thẻ vàng được rút ra dành cho Rustamov Oybek. Những hành vi không đẹp của cầu thủ màu số 15 Uzbekistan. Niềm vui của những cô gái khán giả U23 Việt Nam, những cô gái trước đây chưa từng biết đến bóng đá, tuy nhiên họ đã rất yêu bóng đá sau thành tích lịch sử của U23 Việt Nam. Chúng ta cùng chờ đợi cú đá phạt này. Cú đá phạt có thể mang đến bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lương Xuân Trường, Văn Quyết sẽ là những người đứng trước bóng. Không được, phát góc cho U23 Việt Nam. Không khí trên sân vận động Mỹ Đình lúc này là rất tuyệt vời. Khoảng 40.000 khán giả đã có mặt tại sân lúc này. Và ông Park chắc chắn không muốn một kết quả nào khác ngoài chiến thắng. Thời gian vẫn còn. Đánh đâu, không được. Phạm lỗi. Các thủ Uzbekistan đang chơi xấu rất nhiều. Người vừa bị phạm lỗi là Trần Đình Trọng. Xuân Trường liên tục thực hiện những quả đá phạt. Thời gian vẫn còn và chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho U23 Việt Nam. Một bàn thắng nữa rồi. Xuân Trường. Đánh đâu? Không được. Công Phượng. Trọng tài vừa thổi phạt Công Phượng. Hy vọng là trận đấu sẽ có nhiều phút bù giờ để U23 Việt Nam tiếp tục với sức ép kinh khủng của mình vào lúc này. Họ đang làm các cầu thủ Uzbekistan bị cóng. Nhiều cầu thủ đã tỏ ra bị cóng và không giữ được cái đầu lạnh.